Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi sáng ngày mùng 2 tháng 2 năm 2019, cửa hàng âm thanh Hạnh rất vinh dự được chào đón anh Tuấn, anh ở tại Sao Đỏ, Chí Minh, Hải Dương. Vâng, về cửa hàng âm thanh Hạnh sắm cho người anh em một chiếc Omni Killer 7800 trơn. Vâng, sản phẩm thì đã được các anh cùng với cửa hàng âm thanh Hạnh thẩm âm rồi. Anh xin được cấu hình nhé. Vâng, đây là một chiếc Omni Puller 7800 trơn, rất là đẹp. Vâng, âm thanh Hạnh cũng chỉ là một clip thông báo cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Hạnh được biết cửa hàng vẫn hoạt động đến ngày 30 Tết. Và vừa cửa hàng cũng được nhận một món quà của anh Tuấn đến từ Đông Triều, Quảng Ninh, là một bộ đồ ăn gốm sứ. Vâng, rất cảm ơn những vị khách có tấm lòng với cửa hàng và cửa hàng xin ghi nhận những tấm lòng của những vị khách hàng. Vâng, mọi thông tin chi tiết quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.